nướng á, thùng khăn là chúng tôi thùng khăn là mùi phù mỡ á trong nhắm á. Sơ đây này tặng ở kia ngày này dương mà thưa sụp trường cô nhắm hay trường cô dương này mùi 200g cả lỗ hay dương pram lại là hồng như là hồng dương hay đừng kêu xóm bên đôi chia đến sạc cối chia ná sạc tấm bánh trà tật trái sò xò mà xay sốt ẩm bơ mơm tấm xò nâng được tay lời này dân chặt đám thưa là lời dân tập cắt lớn làm bây đợt đợt áp chân cô nít hay nâng đợt đầy đợt nó đâm tật sao lỡ tắt dân phố hình chân dân giờ tự đặt bóng lỡ dân bóng mình đen ẩm bần rụt ở hói lời đấy dân rùng ngõ hỏi phơi sắt tự dân băng bình lái đang cương xem lử sạch trước có hai chè trong thôi chẳng dưng do là hông bón băng là kêu sen xe nhặt hao y mỏng sai sốt tắc trái co xó là rất như được đậu bằng lử sụp dân cho anh ấy chẳng dân bạn sang một con tâm lần tê thế giờ mà đặt không sụp ở cạnh là chối mấy sụp dân cho anh ấy tình nổ á thùng khăn là ngồi thùng khăn là mùi phù mỏ á trong nhắm á ngành mấy sạch dân phơi lỏ sạch lê khăn nhở xay cay nhưng chẳng tới cứ mi ruột chết ngành mình tên là không dám phơi lỏ ngay như mình tên ta đồ chết nhanh hay là cái chân tứ rơi cho mùi bà lái hay là không một năm mối thơ ở ta xài cay nhứng chập hồi nhanh mình tên xong ốc con mong bọn được ốc nế xong đạp ca tam đan tu sân à vì tao ốc con bye bye